Hello, xin chào nam sĩ anh em đã quay trở lại với channel của mình, lớp FIFA Mobile. Thì ngay đây, ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em chơi luôn cái sự kiện Top Hero. Đầu tiên, anh em dùng 10 thể lực để trải qua cái màn này. Màn skin này đã rất nhẹ nhàng. 10 này thì mình có nhận được 5 cái huy hiệu màu tím. Mình sẽ tạm gọi là huy hiệu màu vàng và huy hiệu màu tím. Hiện tại thì huy hiệu màu vàng và huy hiệu màu tím vẫn chưa có sự liên kết với nhau anh em ạ. Nhưng mà mình thấy nhiều anh em lại bảo là đã xong cái skin này nhận được 10 huy hiệu màu tím thì không hiểu là có phải là do cái mở đây. Đây mình sẽ mở cho anh em xem nha. Đây đã xong cái skin này sẽ được 5 huy hiệu màu tím này. Còn đây mình sẽ hướng dẫn anh em cách mà nhanh hơn là mua. Với 800F thì anh em sẽ nhận được 15 huy hiệu màu tím. Anh em cứ từ từ nghe mình nói nha. Mình sẽ nói từ từ. 800F sẽ mua được 15 huy hiệu màu tím. Vừa rồi anh em đá cái skin ấy thì mới được có 5 huy hiệu màu tím đấy anh em ạ. Còn cái mục này bên này thì sẽ là mục mua 800F thì 15 huy hiệu màu tím này. Tiếp theo nâng cái mức của nó lên 1200F, anh em sẽ nhận được 30 huy hiệu màu tím. Cái huy hiệu màu tím này để làm gì thì tí nữa anh em chờ phần sau nhé. Bây giờ mình cứ phân tích cái huy hiệu màu tím trước. Ở cái mục mua thứ hai này, 1200F được 30 huy hiệu màu tím. Và ở mục mua thứ ba là 2400F thì nhận được 60 huy hiệu màu tím và có cơ hội nhận được huy hiệu màu vàng nha anh em. Có cơ hội thôi chứ không phải là chắc chắn mở ra huy hiệu màu vàng đâu. Nên là anh em nên cân nhắc xem là có nên mua cái này hay không. Và đây, cái hộp quà này là free mỗi ngày. Mỗi ngày sau khi dùng cái skin kia xong thì anh em nhận thêm hộp quà này nữa thì sẽ được một gói cầu thủ top Euro từ 100 đến 103 và 5 cái huy hiệu màu tím nữa, là 10 huy hiệu màu tím nha anh em. Free. Hiện tại ở trang chủ này free một ngày anh em nhận được 10 huy hiệu màu tím. Và tí nữa mình sẽ chỉ chỗ cho anh em nhận thêm 5 huy hiệu màu tím nữa. Là một ngày free anh em chỉ nhận được khoảng 15 huy hiệu màu tím thôi. Sự kiện diễn ra trong 42 ngày, anh em dự kiến sẽ nhận được khoảng 630 huy hiệu màu tím. Đây, cầu thủ free đầu tiên mùa top Euro mình đã mở ra. Và đây, cái huy hiệu màu tím vừa rồi thì 30 huy hiệu màu tím anh em sẽ nhận được một cầu thủ top Euro chỉ số từ 100 đến 109. Những cầu thủ này để làm gì? Thì những cầu thủ này sẽ để xây dựng các đội tuyển quốc gia, nhận lại cái huy hiệu màu vàng đổi iconic nha anh em. Chứ cái huy hiệu màu tím thì không đổi trực tiếp được ra huy hiệu màu vàng đâu. Tổng kết lại là ở một sự kiện này một ngày chúng ta sẽ nhận được free 10 huy hiệu màu tím. Đây là các mốc mua. Mốc mua này thì những anh em nào chơi nào thì có thể tham khảo để nhận những cầu thủ nhanh hơn. Còn những anh em nào mà không nạp thì có thể cày sự kiện này nó sẽ rất vất vả anh em ạ. Và hiện tại thì chưa chắc là đã nhận được icon nha anh em. Nếu mà cứ với cái tốc độ một ngày 15 cái huy hiệu free thì chưa chắc sẽ nhận được icon. Vì nhận icon rất khó, tí mình sẽ nói ở phần sau. Đây, 2400F mới có cơ hội nhận được một cái huy hiệu màu vàng này. Huy hiệu màu vàng quá khê luôn. Ba huy hiệu màu vàng thì mới đổi được một iconic anh em ạ. Iconic mùa top Euro này rất có giá nha, không như iconic mùa top derby vừa rồi. Đây, bây giờ mình sẽ chuyển sang mục tab thứ hai ở phần trang chủ sự kiện. Mình vừa lại lock ra màn hình chính, anh em chịu khó đợi một chút. Đây, mình sẽ lock lại. Ở tab thứ hai này chính là chỗ mà anh em đổi iconic anh em ạ. Đây có các đội hình đội tuyển quốc gia đây. Khi mà anh em đổi được đầy đủ các đội hình này thì anh em mới nhận được một huy hiệu màu vàng. Đổi đầy đủ một đội hình mới nhận được một huy hiệu màu vàng nha anh em. Mình sẽ tích vào đây cho anh em xem. Đây, mình tích ngay vào đây này. Nó rất đều nha. Bao gồm ví dụ như đội tuyển Bỉ này nhá anh em. Anh em nhìn kỹ cho mình này. Ví dụ như đội tuyển Bỉ này thì anh em sẽ phải dùng 2 cầu thủ tiền đạo, 4 cầu thủ tiền vệ, 4 cầu thủ hậu vệ và 1 cầu thủ thủ môn. Đây, 4 cái vòng này, điều kiện này chính là như mình đã nói, 2 tiền đạo, 4 tiền vệ, 4 hậu vệ và 1 thủ môn thì anh em mới đổi được một icon màu vàng ở bên trái. Đầy đủ một đội hình anh em mới đổi được một icon màu vàng ở bên trái. Và 3 icon màu vàng mới đổi được một iconic. Như vậy là rất khê anh em ạ. Nên là những anh em nào mà có điều kiện thì mình khuyên anh em nên tiêu FV để trải nghiệm được sớm. Hoặc là bỏ ra 1 triệu Việt Nam đồng sẽ có ngay một icon 110. Còn lại anh em cày chay thì hy vọng là tuần sau nhà phát hành sẽ ra những sự kiện có cái mảnh màu tím này để anh em có thể mở ra cầu thủ và bán đi, cũng như là sưu tập các cầu thủ đủ một đội hình đội tuyển quốc gia đổi lên một icon màu vàng. Đánh giá một sự kiện rất khê anh em ạ. Và đây, ở cái mục thứ ba này sẽ là đổi icon cộng 5 và icon cộng 0 nha anh em. Đây, mình sẽ làm điều kiện cho anh em xem. Ba cái huy hiệu màu vàng mới đổi được một icon cộng 0.
rất là khê luôn. Như mình vừa phân tích thì cái huy hiệu màu vàng này quá khó kiếm. Anh em phải bui đủ 3 đội hình, sưu tập đủ 3 đội hình. Ví dụ như Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, anh em mới đủ cho một Iconic. Điều đó là rất tốn kinh tế. Còn nhiều anh em hỏi mình là cày chay có full được một Icon hay không, thì hiện tại nếu mà không có thêm những sự kiện mới thì sẽ không full được một Icon đâu. Anh em chỉ đổi ra khoảng được hơn 20 cầu thủ thôi, chỉ đủ 2 đội hình nếu mà vừa khít. Còn một đội hình thứ 3 thì có lẽ là anh phải nạp hoặc là chờ những sự kiện lần sau. Đây, đổi Laurent Blanc cộng 5 thì anh em cần một Laurent Blanc cộng 0 và 15 cái huy hiệu màu vàng anh em ạ. Nghe có vẻ hơi khê nhở? Khê quá. Như cái sự kiện top derby thì cũng khê, nhưng mà lại sau đó lại có cốt mỗi người một top derby. Nên là mình cũng hy vọng là lần cập nhật tới vào tầm tháng 5 thì sẽ có mỗi người một Icon top of Euro. Anh em hãy tin ở mình nghĩ là sẽ có anh em ạ. Bên phải là 4 Icon sẽ ra mắt ở các đợt cập nhật tới, là tuần sau này, tuần sau nữa. Và bây giờ thì Nexon cũng đang hỏi ý kiến người dùng về những bản cập nhật sau. Hiện tại bản cập nhật này thì khả năng của thủ môn đã được fix và đá rất nhẹ nhàng. À không, đá rất hay anh em ạ. À đây, và đây chính là nhiệm vụ ngày nơi mà anh em có thể nhận thêm được 5 huy hiệu màu tím nữa. Thì mình đọc trên trang chủ là anh em đá 3 trận VSA, 1 trận hit to hit và 3 trận giả lập xếp hạng sẽ nhận được 5 huy hiệu màu tím. Nhưng mà không anh em ạ, hiện tại đây thì chỉ nhìn thấy 3 thôi. Anh em thử làm cho mình xem 3 trận VSA này, 1 trận hit to hit và 3 trận giả lập xếp hạng xem có nhận được đủ 5 mảnh màu tím free không nhá anh em nhá. Và một ngày thì như mình đã tổng kết từ đầu rồi, anh em chỉ nhận được khoảng 15 mảnh huy hiệu free thôi, chưa kể những sự kiện chưa ra. Đấy, anh em nào có nhu cầu cần nạp hay là cần tư vấn thì hãy inbox riêng Zalo cho mình. Giá nạp hiện tại thì là đang có 2 gói sale là 50k một FV này, 100k một KFV này và 10k FV là 600k nha. Thì anh em nào có nhu cầu nạp thì có thể nhắn tin Zalo cho mình, hoặc là anh em có nhu cầu tư vấn có nên lấy Icon hay không hay là lấy Icon nào cũng có thể nhắn tin Zalo cho mình sẵn sàng giải đáp cho anh em. Hiện tại thì vẫn rất có nhiều người nhắn tin cho mình nên là một số anh em sẽ bị trôi tin nhắn, mong anh em cũng hiểu cho mình. Rồi mình sẽ cố gắng check hết tin nhắn của anh em và hướng dẫn anh em chơi cái sự kiện này. Và mình hứa là nếu mà có những sự kiện mới ra được hoặc là có những code mới thì mình sẽ up lên ngay lập tức. Cũng như một top derby thì mình đã up đầy đủ các video để anh em có thể nhận về trọn bộ mỗi người 2 Icon top derby. Và mình hy vọng là sự kiện này cũng vậy. Ở sự kiện top derby thì ngày đầu đã tính được là chắc chắn được một Icon rồi. Ở sự kiện này thì theo mình tính là không được. Nên anh em nào có FV thì có thể nạp thêm vào để tuyển về những cầu thủ chất lượng như là Jesse Lingard chẳng hạn, đúng không anh em? Mình nếu mà anh em nào có Jesse Lingard có thể cho mình mượn để mình làm một bài review. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn anh em mua 3 sân vận động mới. Anh em vào shop và chọn những cái dòng như mình chọn đây. Hiện tại thì có cái gói 3 triệu TP xanh và 300 chìa với giá là 990 FV. Nếu anh em nào chưa nào quay xây thì có thể inbox cho mình có 50k thôi. 50k được 3 triệu khá là ngon. Tiếp tục là mình sẽ hướng dẫn anh em mua cái sân vận động, thì anh em để ý dòng cho mình. Có 2 sân vận động mua bằng vàng. Đây nha anh em. Có 2 sân vận động mua bằng vàng và 1 sân vận động mua bằng 200 FV. Cái giá tương đối rẻ khi mà cốt vào rồi anh em được 360 FV cơ. Anh em nhìn cho mình nha. Đây là chỗ để mua sân vận động này. Thật sự thì tiếp tục là một bản cập nhật nữa và nhà phát hành đang hướng đến người chơi rất nhiều. Cũng đã có những biểu mẫu về thăm dò ý kiến của người chơi rồi. Có lẽ là video của mình sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.